Hello, xin chào tất cả anh em lại là mình Tùng Lộc Gạch đây. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng à, nhau à, tìm hiểu về những khó khăn ở trong cái con game Anime Defense nhá. Rồi, à, với một cái con tướng mà các bạn nhận được, ví dụ như ở đây là tôi đã có cái con à, Dragon Maid sau rất là nhiều thời gian tôi săn thì bây giờ tôi đã hiện ra. Và bây giờ cái khó khăn đầu tiên đó là chúng ta phải cần roll cho nó một cái chết. Thì hiện tại con Dragon Maid của tôi đâu ấy nhỉ? À đây đây đây. Con Dragon Maid của tôi đã có chết on rồi anh em ạ. Thì à, với một con tướng à, À, thì cái chết All cũng là à, rất là ok rồi Trừ khi là các bạn có All cộng với cả một cái chết nào đó hoặc là một cái Double Chết như kiểu là 0.2, 0.8 thì nó cũng khá là bá đạo Cái thứ hai là cái Spirit Hiện tại con Con uh, Dragon Maid của mình nó đang có cái Storm Spirit và Anh em đã biết rồi, cái Storm Spirit nó giảm cooldown khá là hay à, Đối với một con tướng và mình thì đang định roll True Spirit Tuy nhiên là Cái True Spirit thì Nó rất hiếm, mình đã roll khoảng độ 300 cái uh, ba trăm cái spirit off rồi mà vẫn chưa ra cái true spirit cho con dragon Nên là thôi tạm thời mình dừng lại và cái thứ ba đây có lẽ là cái khó nhất anh em ạ đó là cái ranh ranh con của mình không yếu nhưng mà đây anh em ạ không yếu nhưng mà chả khỏe tí nào cả mặc dù có đam là a cộng nhưng cooldown lại là c và d và để mà giữ cái a cộng này thì anh em biết rồi anh em phải có xích đây là cái mà nó thật là khó tìm nhất game Cái xích này này Khó tìm nhất game Và bây giờ mình thì đang rất là bí và không biết làm nhau để nhặt được cái xích kia cả Mặc dù là cái con Dragon Med này mình đã chuẩn bị sẵn cho nó cái nguyên liệu để Evo rồi Đây Ủa 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 Mình có nguyên liệu để Evo các bạn nhỉ Cái gì đấy A-Xin Dragon Ừ Cái này cái gì đấy Confirm a off cái này là cái gì nhỉ? Unique này là cái gì đây anh em ơi? Confirm. Ờ, à, mình sở hữu một cái này, Arcane này. Để, à, để để Evo Celestia Warrior. Cái con này để gì ấy? À, Haranit. Không tầm lắm. Cruise. Đây, cái à, để Evo Dragon đây, mình đã có một cái rồi. Đó. Lura ui Mấy hôm không chơi mà bây giờ nó cũng... tung tóe là cái gì nhỉ? Nhiều thế chóng mặt quá anh em giải thích cho mình với mấy cái như kiểu cái này này cái gì đây khu kingdom đây một áo đấy à cái này mình sở hữu một cái à em hiểu nhỉ được rồi chúng ta cùng xem nhá cái này là mình sở hữu đấy sao cái gì mình cũng sở hữu nhỉ to grab select item to grab confirm đấy đấy mình đã đủ à, nguyên liệu để grab một cái nữa rồi à, sẵn bao nhiêu sao đây anh em ạ đấy Tuy nhiên thì uh, Grab ra mà không EVO được thì cũng là rất là đau đớn cho nên là hôm nay uh, lại nhờ vì anh em mình sẽ đi chợ Cái việc đi chợ này thì Thế uh, xui Nếu mà gặp thằng nào bán xích thì mình sẽ mua vội Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì uh, Mình đoán là không có ai bán xích đâu Xích xẹt thì giờ này nữa, mà xích thì cày không ra, chết tôi rồi 7 triệu uh, The pro gamer lên giá uh, 7 triệu uh, Gojo 10, 18 triệu Gojo của tôi cũng chưa lên được ấy Cũng chưa lên được uh, Almighty, rất là cay đắng Đâu rồi tức mình vào rôn gozo đằng nào cũng không chơi chết đi rôn gozo gozo đâu rồi năm có 157 cái thì khả năng là không ra được không ra được cái đâu anh em ạ không ra được uh, gì nhỉ uh, Almighty đâu không biết anh em chơi nhào chứ bây giờ tôi chơi á nói thật là bây giờ lại chơi vãi trưởng tự dưng lại mở ra một cái thế giới cái wood 2 cái rim ấy xong rồi bắt anh em mình cày vào đấy xong rồi chơi được 3 tháng nữa cày xong rồi lại mở ra một cái thế giới mới lại bắt anh em cày vào đấy thế coi như là mấy tháng rồi cày không công à tôi chịu tôi chả hiểu Nhà phát hành game làm cái gì xích 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 ai bán xích cho tôi sao đâu là không không có xích anh em ạ thực sự là khó khăn rồi đấy chơi cái gì bây giờ bây giờ tôi chỉ muốn là nhặt được cái xích có thằng bán xích để tôi mua thôi không biết là anh em hay mua xích ở đâu chứ còn à tôi đi lòng vòng quanh không thấy nào bán xích cả úc úc sao úc ạ sang sang xứ sở kangaroo để tìm xích à farm được tướng đã khó rồi ron on mighty còn khó hơn ron on mighty xong rồi lại còn phải ron uh, spirit ron spirit xong rồi ôi hai trăm nghìn này năm trăm Z về I -C -E -I. Mua rồi anh em ạ 500 chết Mua rồi tiền có để làm gì đâu Tôi mua rồi để Mua chết về luôn được cho đỡ buồn Tiền trả để làm gì no. Hay đấy anh em ạ Tôi sẽ đi Úc Anh em đi chợ với tôi đi Đi chợ với tôi đi cho tôi xin vía anh em nào Xin vía ra xích nào chục cái xích chục cái xích Chụp cái xích, chụp cái xích. Tôi không thích cái kiểu mà tự nhiên mở ra một thế giới mới xong bắt đầu không đem tướng vào được. Đem thì đem một hai con vào. Mai lại mở ra một cái thế giới thứ ba. Anh em cày mấy tháng thì lại đi về mo. cũng không khác gì cái người đầu tiên ạ Ui, con này mạnh không? U. Uh, cộng với cả Almighty, một con uh, Shadow Dragon khá khủng anh em ạ. Ui giời, mười 17 triệu. Giá mà ojo này bán triệu 7 thì tôi cũng không được tiền mua. <laughs> Chắc bây giờ rẻ vãi anh em ạ. Chắc mình có 1 triệu 6 một con 7 triệu rưỡi Dây cái này 13 triệu Xích sủng đâu rồi Limit break Cái này là cái gì nhỉ Hình như là để đi cổng với nhau Không quan tâm Không biết Anh em nào giống mình không Từ hồi đợt update ra giờ không chơi nữa Có, có đi vào thì cũng chỉ Nói thoáng này Xem game nó có cái gì mới không Đây tôi đã khảo giá cho anh em đây Gozo dùng các kiểu Tôi phải sang Đức. Tôi sẽ đi sang Đức du lịch để mua item cho anh em xem. Ui, uh, cho, cho anh sang Đức. Một vé sang Đức. Một vé. Muốn đi Đức cũng khó đấy anh em ạ. Không có xích. Uh, xích này rồi... Riron này rồi thì... Ờ... Uh, uh, Sao sủng này gần như không còn nữa rồi Tuyệt chủng rồi anh em ạ Không hiểu sao là Những cái đấy lại hiếm thế Không thấy ai bán ở đây cả Không thấy ai bán gì nữa anh em nhé Không thấy Không thấy ai bán gì Chơi cái gì bây giờ Chơi cái gì bây giờ Bây giờ chỉ cần con dragon này Ra A cộng A cộng A cộng là mình sẽ roll nó lên SSS ngay <laughs> Ôi trời ơi, đây đã là ngày nghỉ thứ hai rồi. À, khi các bạn xem được video này thì chúng ta bước vào ngày nghỉ lễ thứ hai và và tôi vẫn không farm được cái gì cả. Uh. chơi bừa thế nhỉ? chơi bừa thế nhỉ? ai bán xích cho tôi? tôi đoán là ở chợ không còn xích đâu bây giờ mà anh em muốn có xích thì anh em chỉ có thể đi uh, mua ở mua ở chợ đen thôi đấy ôi giời. thôi không có xích anh em ạ tôi đang có khoảng độ à... mấy trăm chết bảy trăm chết tôi sẽ roll con ấy vậy rôn con Gojo vậy con này mà không có on thì cũng uh, thọt lắm đấy cù đào lại còn a nữa Ôi, tôi cứ đồn à, kệ Không được uh, All Mighty thì thôi Giá mà All Mighty lại cộng với cả uh, Cái gì nhỉ, Requiem chẳng hạn Biết đâu Mình không lấy uh, Requiem thì nó lại ra All Mighty Requiem cho mình Ôi dạ, ôi dạ Ôi dạ đen quá anh em ơi Ôi dạ, ôi dạ Khá là đen Khá là đen, khá là đen, khá là đen. gió treo nó treo máy thôi. Cứ tưởng ôn mighty ra nó mới treo. Xui quá em ạ. ra, hai chết nhưng mà là hunter và critical. mà ôn mighty và critical xem có phải là ra tiền không? Ô mighty và Requiem, ôn mighty và Braxton <laughs> à, nói vậy thôi chứ còn ra được ôn mighty là cũng sướng rồi. 700 mà đem đi luôn thì nói thật là ở thời điểm này thì nó cũng quá là mạo hiểm luôn tôi tôi không chắc là nó có ra được ôn mai không nhưng mà tôi bắt đầu thấy chết đôi nhảy lưng tung rồi lác lác ngày là là dễ dài ấy lắm ôn Mighty bút ai ôn ôi rồi ba trăm thôi một nửa rồi là một gì là phật à là một gì là phật cho tôi kéo ôn không bấm được ngón tay trỏ thì mình chuyển sang bấm ngón tay giữa cho nó hên ngón tay giữa không được thì lại chuyển sang ngón tay uh, áp út ui được ngón áp lắc thế nhở trần đời chưa bao giờ lắc này áp út không được thì ngón út ồ đấy ngón ngón út có vẻ kinh đấy vừa nói bấm ngón út phát Prodigy ngay ui rồi ui được critical lởm ngay đùa chứ 700 cái mà lại không ra cái ôn mighty nào cái 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 bình thường nó nghe phải rôn được tầm 200 cái nó phải ra rồi chứ ừ. Ừ. Ừ dạ, ôi giời, dạ, ôi giời, dạ giời, rồi rồi rồi, tôi uh, bắt đầu cảm nhận được cái sự đẹp tối rồi. mất cái dây rồi người em ạ. À. ôi con gấu du này tôi mua bốn trăm rưỡi đấy, hồi đầu tiên đây nó đắt lắm. ôi ôi ôi, ái thôi, ái rồi ai à, ba à, 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 cái, 20 cái, về về đi, về đích đi. Về đích đi Ui rồi ôi Tuyệt vời Ông mặt trời Ôi <laughs> còn một cái cuối cùng Ui ôi Critical 3 Sydney 3 Thôi Nói chung là Số đen thì không thể kêu ai được cả à, Rồi à, Như vậy là hôm nay thì mình cũng chỉ muốn à, à, Than phiền với anh em về cái khó khăn của cái game này thôi đấy, Bây giờ thì Bèm nhau thì cũng chán mà Đi lướt map thì cũng chán Hục mặt ra cầy rồi cuối cùng lại về mo có lẽ bây giờ cái điều vui nhất là ngồi rôn rôn tướng cho nó lên thôi chứ còn uh, tôi sẽ lấy cố gắng được lấy được cái con kozo uh, này nó lên unhai Mighty chứ còn uh, hết hy vọng rồi em ạ, thôi cảm ơn anh em đã lắng nghe mình uh, than phiền nhá, uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào uh, ngày uh, hôm sau, uh, hãy cho mình một like một subscribe nhé, xin cảm ơn tất cả các bạn.